Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin lính Nga quá đói phải đi cướp bóc thức ăn. Thủ đô Kiev đã chặn được bước tiến của quân Nga. Trong nhiều ngày qua, quân đội Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine, Kiev. Cho đến nay, người dân Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của quân thủ. Các binh sĩ ở Kiev báo cáo về các phương tiện bị phá hủy của phía Nga, nhưng họ không rõ về số lượng và chiến lược của người Nga hiện nay ra sao. Được biết, Tổng thống Nga Putin dường như đang rất thất vọng vì kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh mà ông ta dự tính chỉ có 72 giờ. Nhưng hiện nay thì quân Nga đang bị sa lầy tại Ukraine. Đây là hình ảnh lính Nga bị quân đội Ukraine bắt và cho ăn uống, rồi gọi điện về cho bố mẹ. Với hỏa lực pháo binh liên tục, một đội lính Ukraine đã giữ vị trí ở phía đông bắc của Kiev gần làng Sikboit. Những người đàn ông canh gác trong đường cao tốc chạy từ phía bắc, đông bắc qua Rovay đến thủ đô Ukraine. Cho đến nay, họ đã có thể ngăn cản xe tăng Nga tiến tới Kiev. Một người lính có biệt danh là Topaz đang cầm khẩu Kalashnikov tự hào báo cáo qua máy bộ đàm giữa hai đợt pháo kích rằng: "Hôm nay, tinh thần của binh lính rất tốt. Hai ngày trước, chúng tôi đã đẩy lùi xe tăng Nga vài trăm mét." Và tiếp theo, một video về trận chiến do một máy bay không người lái của quân đội Ukraine ghi nhận cho thấy một đoàn xe khoảng 20 chiếc xe tăng của Nga, trong đó có nhiều xe đang tiến và di chuyển về phía nam trên đường cao tốc. Sau đó, đoàn xe bất ngờ bị nã tên lửa và lựu đạn. Xe tăng phía trước bị bắn trúng đầu tiên, sau đó một chiếc xe tăng ở phía sau cũng bị bận bốc cháy. Đoàn xe của Nga quay đầu và vội vã tháo chạy khỏi làng. Topaz báo cáo rằng, "Chúng tôi đã dùng xe tăng và súng phóng tên lửa bắn vào chúng. Sau đó họ ẩn náu trong những ngôi làng ở xung quanh." Với chiến dịch tấn công ồ ạt của quân Nga, nhưng bằng hình thức đánh trả lại ru kích rất hiệu quả của quân Ukraine, thì quân đội của Putin đang bị thiệt hại nặng nề. Đây là hình ảnh máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã gây ra những vụ tấn công bất ngờ từ trên không. Ukraine thì có 5 người bị thương, 1 người nguy kịch. Theo một số binh sĩ Ukraine, ít nhất 2 xe của Nga đã bị phá hủy và một chỉ huy xe tăng của Nga đã bị thiệt mạng. Về phía Ukraine, chúng tôi có 5 người bị thương, một trong số đó đang nguy hiểm đến tính mạng. Binh sĩ Yelats cho biết như vậy. Kể từ khi tiến hành xâm lược vào ngày 24 tháng 2 đến nay, quân đội Nga đã chiếm giữ nhiều địa điểm chiến lược quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là trên bờ biển phía Nam, cũng như phía Đông và phía Bắc của đất nước. Người Nga đang tiến về phía thủ đô Kiev chủ yếu từ phía Tây Bắc và Đông Bắc. Nhưng bước tiến đã bị chặn lại chậm một cách đáng kể và quân Nga đã bị thiệt hại vô số xe tăng cũng như nhân sự. Trong khi Nga gần đây cũng tăng cường các cuộc không kích, các chuyên gia quân sự ước tính rằng các binh sĩ mặt đất xung quanh Kiev hầu như không di chuyển trong vài ngày qua vì đợi không kích của không quân qua. Đây là hình ảnh đoàn xe quân sự dài trên 60 km của Nga đứng im trong nhiều ngày. Cách đây vài ngày, ở phía đông Kiev, xe tăng Nga đã tiến đến khu vực ngoại ô Rozhny trong vòng vài km. Cư dân địa phương đếm được hơn 70 xe quân sự, trong đó có khoảng 40 xe tăng và khoảng 300 binh lính. Đoàn xe này hoặc ít nhất một phần của nó sau đó tiếp tục di chuyển về phía Pravony và Kiev và bị chặn lại bởi những người lính ở Skoy vào thứ Năm ngày 12 tháng 3. Và phía Ukraine cho rằng lính Nga đã bị điên hoặc nhận được thông tin sai. Kể từ đó, những người Ukraine đã suy nghĩ về chiến lược của Nga. Bresko, 27 tuổi, cho biết họ không thể thâm nhập vào Kiev với vài chục xe tăng. "Tôi không biết tại sao họ làm điều này. Họ bị điên hoặc nhận được thông tin sai lệch, hoặc họ chỉ muốn làm chúng tôi bối rối." Binh sĩ Ukraine cho rằng quân đội Nga đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp đối thủ. Họ phải cắm trại trong các ngôi làng vào ban đêm khi nhiệt độ gần như âm 10 độ. Berkhon đã nói với những người lính Nga rằng họ không có thức ăn và phải cướp bóc nhà cửa để có cái mà sống. Đây là hình ảnh lính Nga quá đói phải đi cướp bóc của người dân Ukraine về để ăn. Mặc dù vậy, người Nga đã tiến đủ xa để làm dấy lên lo ngại về việc Kiev bị bao vây hoàn toàn. Chỉ có những con đường đi về phía Nam là vẫn còn mở. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine,
thủ đô đang trong tình trạng bị bao vây. Và những người lính ở Skibot lo sợ rằng trước hết là cuộc không kích của Nga gây ra thiệt hại nặng nề. Resko tin tưởng chắc chắn rằng họ không có đủ quân hoặc thiết bị để chiếm đóng đất nước. Và những người lính Nga không đủ nhiều và ở rất xa nhà, cuối cùng thì họ sẽ phải bỏ cuộc vì kiệt sức. Kính mời các bạn xem bản tin siêu thị quẳng các sản phẩm của Nga ra khỏi cửa hàng. Hàng trăm hàng ngàn cửa hàng và các siêu thị của Đức và châu Âu hiện nay đang từ chối các sản phẩm từ Nga. Đây là hệ quả sau khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh hệ thống siêu thị của Đức và châu Âu tẩy chay và loại bỏ các sản phẩm sản xuất tại Nga. Điều này sẽ đem đến thiệt hại vô cùng to lớn đối với nước Nga khi những các sản xuất bị đình trệ. Các hãng lớn như Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, EDK lần lượt loại bỏ sản phẩm của Nga khỏi các giá hàng của họ. Và doanh thu của những siêu thị này lên tới hàng trăm tỷ đô la. Nó đã đến hồi kết thúc. Các siêu thị ở châu Âu đang có làn sóng tẩy chay bỏ hàng hóa của Nga ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu của họ, chống lại cuộc chiến đẫm máu của ông Putin vào Ukraine. Họ lý giải vì sao họ bỏ những sản phẩm này ra, vì những sản phẩm sẽ đem tiền về cho nước Nga tiếp tục sản xuất vũ khí để giết dân lành. Lidl và Kaufland đã ném các sản phẩm của Nga khỏi hệ thống siêu thị của họ, và từ nay những sản phẩm này sẽ không xuất hiện nữa và họ cũng không có kế hoạch nhập và mua hàng của Nga nữa. Tuy nhiên nhìn chung, những sản phẩm này của Nga cũng không chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng tại Đức. Tập đoàn Swatch cho biết khi được hãng thông tấn DPA hỏi. Nhưng những thứ này hiện tại không được đặt mua cho tiêu dùng, hàng đã có trong cửa hàng có sẵn, không bị tiêu hủy mà bán rẻ, bán đổ, bán tháo cho hết rồi không tiếp tục nhập nữa. Đây là một đòn kinh tế tiếp tục đánh vào Putin, kẻ đang gây chiến tại Ukraine. Đây là hàng hóa của Nga tại Đức từ trước đến nay. Người dân tại Đức và châu Âu vẫn thường sử dụng những sản phẩm của Nga như rượu vodka và các loại khác. Một phát ngôn viên của tập đoàn Swatch giải thích thêm rằng họ cung cấp một phạm vi rộng khắp trong nước và quốc tế liên tục được phát triển để đáp ứng các sự yêu cầu của khách hàng. Họ nói, chúng tôi không có đại diện ở Ukraine hoặc Nga với các điểm phân phối riêng. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu này lại phân phối tại Đức và châu Âu và đương nhiên sẽ đem đến hậu quả rất lớn cho ngành kinh tế của Nga. Các cửa hàng thực phẩm và tiêu dùng khác trước đây cũng đã thực hiện các bước tương tự là tẩy chay hàng của Nga ra khỏi hệ thống của mình. Ví dụ như hệ thống siêu thị của Rewe đã thông báo vào ngày 1 tháng 3 rằng họ sẽ xóa các thông tin về hàng hóa được sản xuất tại Nga trong tất cả các cửa hàng tại Rewe và Penny, cũng như không tiếp tục nhập những sản phẩm này nữa. Họ đã có hàng ngàn siêu thị lớn nhỏ khắp nước Đức và châu Âu. Công ty bán giảm giá Netto, chủ yếu đại diện ở miền Bắc và miền Đông nước Đức, cũng đã tuyên bố tẩy chay tất cả các hàng hóa đến từ Nga. Những hàng còn lại thì bán rẻ và không nhập. Aldi, Süd và Aldi Nord đã đưa rượu từ Nga ra khỏi kệ của họ. Họ nói rằng những hàng hóa khác từ Nga cũng không được nhập và bán tiếp trong thời gian tới, đặc biệt là những mặt hàng ưa thích như kẹo, bánh hoặc các loại rượu từ Nga. Theo tuyên bố riêng của mình, hãng Erika đã không có bất kỳ một quan hệ kinh doanh hay hoạt động mua bán nào của Nga trong thời gian tới. Và như vậy, với hệ thống phân phối bị đình chỉ, thì hàng Nga sẽ không được nhập vào Đức. Những nhà sản xuất Nga sẽ lĩnh hậu quả rất lớn. Đây là hình ảnh các loại rượu quen thuộc vodka của Nga đã bị loại bỏ khỏi các siêu thị của Đức. Vodka, rau, bột yến mạch, vân vân là rất là nhiều sản phẩm được sản xuất từ Nga trước đến nay để đưa vào châu Âu. Tờ báo Focus của Đức đã công bố danh sách các sản phẩm hiện đang bị loại bỏ dần trong các siêu thị của Đức như rượu vodka, đồ ăn sẵn và bột yến mạch đã bị ảnh hưởng đặc biệt, bao gồm các thứ như súp mì, doshak và mì Rothol là những sản phẩm cũng bị loại bỏ. Tiếp theo là rượu vodka Baikal, Seronak, Ruslan Standard, Pagoder hoặc là Begruka, vân vân. Các loại rau từ Pikanta cũng bị loại bỏ. Hạt hướng dương của Nga phổ biến từ Bakini và Martin cũng bị bỏ đi. Bánh kẹo của hãng MM như Mithonas và AVF
hoặc bánh kẹo, đậu phụ, nhãn hiệu Lofton cũng bỏ ra khỏi kệ. Bột yến mạch, trà, đậu Hà Lan và một số cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tẩy chay rộng khắp này. Như vậy, nền kinh tế Nga đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Đây là hình ảnh có rất nhiều siêu thị chuyên bán đồ Nga tại Đức, và trong các sản phẩm hàng hóa ở đây đa số đến từ Nga thì nay người tiêu dùng đã tẩy chay. Một lưu ý cho người tiêu dùng rằng các sản phẩm do Nga sản xuất có thể được nhận dạng rất dễ dàng bằng 3 chữ số đầu tiên của mã vạch cốt EAN. Chúng bắt đầu với số 460 cho đến 469 là mã sản xuất từ Nga. Và người tiêu dùng có thể căn cứ vào con số này để quyết định hành động tẩy chay của mình.